Kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giá lương thực trên thế giới đã tăng tới mức kỷ lục mới trong năm qua. Tuy các chuyên gia cho rằng lạm phát sẽ giảm trong năm nay, nhưng họ không dự đoán là giá của nhiều loại thực phẩm sẽ hạ trong năm 2012. Trung Quốc được xem là một quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến giá lương thực trên toàn cầu. Phóng sự sau đây sẽ giúp chúng ta tìm hiểu xem tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới giới nông gia cũng như giới tiêu thụ trên khắp thế giới như thế nào. Giá thịt heo, loại thịt được người Hoa ưa chuộng nhất, tăng mạnh trong năm nay. Điều này buộc cho nhiều người phải giảm bớt tiêu thụ thịt heo. Nhưng người khách hàng này nói giễu là bà sẽ chẳng bao giờ bỏ ăn thịt heo. Nếu không ăn thịt heo, mặt mọi người sẽ xanh lè như rau. Không ăn thịt thì không thể nào khỏe được. Nhưng mới vài chục năm trước, thịt là một loại xa xỉ phẩm tại Trung Quốc. Thực phẩm phải chia theo chế độ khẩu phần mãi cho đến thập niên 1980. Người dân Trung Quốc chỉ được ăn thịt 1-2 lần một tháng vào thời niên thiếu của chuyên gia kinh tế xã hội Zhu Ling. Chỉ vào dịp Tết, mỗi người dân chúng tôi mới được 250 gram thịt. Và tôi còn nhớ là mỗi năm tôi chỉ được có 750 gram dầu ăn. Công cuộc cải tổ kinh tế của ông Đặng Tiểu Bình đã giúp đưa tới mức tăng trưởng kinh tế mầu nhiệm cho Trung Quốc. Theo chuyên gia Zhu Ling, cũng giống như ở mọi nơi khác khi thoát ra khỏi cảnh nghèo, người dân Trung Quốc bắt đầu ăn uống khá hơn. Đây là một thời kỳ thay đổi và cải thiện trong việc tiêu thụ thực phẩm. Phần chính, ngoại trừ những người ăn chay, mọi người, tất cả gia đình đều tiêu thụ thịt cá và hải sản nhiều hơn. Mức tiêu thụ thịt heo tại Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi kể từ thập niên 1990 và thịt gà tăng đến 5 lần. Nhưng gia súc cũng cần phải ăn. Thực phẩm để nuôi những đàn gia súc ngày càng đông đã nhanh chóng biến Trung Quốc thành một nước tiêu thụ đậu nành khủng khiếp nhất, theo như phân tích gia Hui Jiang của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. 10-15 năm trước, Trung Quốc không hề phải nhập khẩu đậu nành. Kể từ giữa thập niên 1990, mức nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng mạnh. Cho tới nay, Trung Quốc nhập khẩu đến hơn phân nửa toàn bộ lượng đậu nành xuất khẩu của thế giới. Điều này rất tốt cho nông nghiệp Mỹ. Những nông gia trồng đậu nành như ông Dave Burrier ở bang Maryland thấy giá loại nông phẩm này tăng gần gấp đôi kể từ khi Bắc Kinh tiến vào thị trường mua bán. Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 1/4 tổng số thu hoạch đậu nành trồng tại Hoa Kỳ. Nhu cầu khổng lồ đó giúp đẩy giá đậu nành tăng lên và không chỉ có đậu nành mà tất cả mọi vụ mùa gì cần đến đất để trồng trọt, theo như phân tích gia Hui Cheng của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết. Cả bắp và những nông phẩm khác cũng ở thế cạnh tranh. Phân tích gia Cheng cho biết cạnh tranh về đất canh tác cũng góp phần vào chuyện tăng giá lương thực. Theo dự kiến, giá lương thực sẽ vẫn cao vì Trung Quốc không ngừng tăng trưởng. Theo tiên đoán, giai cấp trung lưu tại nước này sẽ tăng hơn gấp 3 trong thập niên này. Và theo dự đoán, chi tiêu cho lương thực sẽ tăng gấp đôi trong cùng một khoảng thời gian đó. Và nói nó có ảnh hưởng lớn đến mức cầu, không phải là nói ngoa. Nhưng không chỉ Trung Quốc, người dân tại Ấn Độ, Brazil và các nền kinh tế đang lên khác cũng trở nên giàu có hơn và họ đang ăn ngon hơn. Thêm vào đó, theo dự kiến, thế giới sẽ có thêm 2 tỷ miệng ăn từ nay đến giữa thế kỷ. Đó là tin mừng cho những nông gia như ông Dave Burrier. Tôi thực sự nghĩ là do dân số tăng, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhưng cho đến khi mức cung bắt kịp với mức cầu, bằng không, giá lương thực có phần chắc sẽ vẫn cao. Đến với voatiengviet.com để xem các video tin tức và phóng sự, tương tác với độc giả khắp nơi, trực tiếp thảo luận trong tạp chí thanh niên, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. VOA tiếng Việt.com, thông tin trung thực đa chiều, thông tin để tiến bộ.